liên quan đến vụ án bà Lê Thị Dung bị kết án 5 năm tù vì sai phạm liên quan đến việc lập quy chế chi tiêu nội bộ sai quy định. Mới đây giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An đã có thông tin chính thức Cụ thể vào sáng ngày 16 tháng 5, giáo sư tiến sĩ Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Nghệ An cho biết, đối với các trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường trung học phổ thông, Sở Giáo dục Đào tạo không quản lý về tài chính mà chỉ quản lý về mặt chuyên môn. Do đó, các cơ sở giáo dục nói trên hàng năm không gửi quy chế chi tiêu nội bộ về sở. Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Nghệ An nói, huyện quản lý về tài chính nên chịu trách nhiệm phê duyệt quy chế chi tiêu nội bộ của các cơ sở trực thuộc. Cùng ngày ông Nguyễn Văn Phương, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Nghi Lộc 2 cho biết, quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm của trường không gửi về Sở Giáo dục Đào tạo mà chỉ gửi về Phòng Tài chính huyện Nghi Lộc để duyệt và kho bạc nhà nước huyện để kiểm soát chi. Ông Nguyễn Văn Phương cho biết, do Sở Giáo dục Đào tạo không quản lý tài chính nhà trường nên hàng năm trường không gửi quy chế chi tiêu nội bộ về sở. Liên quan tới vấn đề nói trên, bà Đậu Thị Hồng Thảo, trưởng phòng tài chính kế hoạch huyện Thanh Trương cho biết, theo quy định hiện hành, Sở Giáo dục Đào tạo quản lý các trường trung học phổ thông về chuyên môn, Ủy ban nhân dân huyện quản lý về về mặt tài chính. Bà Đậu Thị Hồng Thảo cho biết thêm, quy định này rất trồng chéo, bất cập. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị nên để Sở Giáo dục Đào tạo Quản lý cả chuyên môn và tài chính đối với các trường trung học phổ thông để thống nhất và thuận tiện trong khâu quản lý điều hành.